phim thì các bạn sẽ thấy một cái bối cảnh đó là chợ chợ phim vùng cao. Thì các bạn đã thấy ở trong TV có thể là những tư liệu phim chợ vùng cao thì rất là nhiều, nhưng mà thật sự mà nói là Lý Hải phải đi tìm khắp nơi luôn. Lý Hải đi Tây Nguyên từ Đà Lạt, Lâm Đồng, Bảo Lộc và gần Nát lên Buôn Ma Thuột, Gia Lai, Kon Tum, Lý Hải đi biết bao nhiêu nơi để tìm một cái chợ vùng cao thích hợp cho cái bộ phim mình thì cực kỳ khó. Và nếu quay mà cả một đoàn phim lên trên đó thì lại càng khó hơn nữa. Thế là Lý Hải phải đành lòng phải dựng nguyên một cái chợ vùng cao theo yêu cầu của mình. Và các bạn sẽ thấy là tất cả những cái đồ ăn thức uống vật dụng từ heo, gà, vịt, bò rồi tới những con chó, rồi tất cả những cái gì trong cái chợ vùng cao sẽ có trong cái bối cảnh của phim Lý Hải. Và đặc biệt là cái con người, khi mà con người, khi mà nếu như các bạn chọn các bạn đóng quần chúng ở Sài Gòn xuống thì người ta sẽ không thật, bởi vì chợ vùng cao đó là phải những cái người dân tộc hoặc những người đã sống ở vùng miền đó thì mới thích hợp. Và cái khó khăn của mình đó là đã là cái chợ rồi thì mỗi người người ta sẽ diễn theo một ý, và rất là khó các bạn khi mà đã rớ vào cái bối cảnh mà hàng trăm người quần chúng đi qua đi lại và diễn theo cái ý của mình. Và đặc biệt là diễn viên chính của mình sẽ diễn chung với tất cả những quần chúng trong cái chợ. Có những người này diễn rất là đạt nhưng tự nhiên có quần chúng người ta sẽ quay qua, người ta cười, người ta nhìn máy một cái gì đó, không nên bắt buộc phải cắt, phải làm lại từ đầu, và cái bối cảnh nó lại đi lại từ đầu. Nhưng mà khi mà đi lại thì nó sẽ sai đắt co và sai tất cả những cái gì mà nãy bắt đầu, mình lại phải làm lại những cái phân đoạn trước, mình sửa theo những cái phân đoạn trước, thì nói chung là rất là cực. Trong cái phim Lý Hải cũng lại có một cái cảnh hoành tráng tiếp nữa, đó là lễ hội hoa đăng Tha Long Đèn. Thì để thực hiện được cái cảnh này thì tổ thiết kế của đoàn phim Lý Hải cũng phải lại lên bối cảnh và làm trước nửa tháng, bởi vì cái cảnh ở trong Đà Lạt Miêu thì đã đẹp sẵn rồi, nhưng mà Lý Hải muốn là khi mà lên phim mình nó có sự khác biệt với những người đã quay trước hoặc là những người đã từng chụp hình ở đó. Khi mà các bạn thấy cái cảnh quay đó, các bạn sẽ không bao giờ nhận ra là cái bối cảnh lại nằm ở đó hoặc mình đã từng đứng ở đó rồi. Bởi vì Lý Hải đã cho thiết kế lại những cái cây cầu bắc qua những cái lối đi, rồi Lý Hải làm nguyên một cây cầu phao ra để mọi người đi bộ ra cầu phao đó thả lồng đèn đó. Song song đó là Lý Hải phải làm mấy trăm cái đèn lồng để treo, để trở thành một cái đêm hoa đăng cho nó lung linh. Tiếp theo nữa là phải làm hàng ngàn những cái đèn nến để cho mọi người cầm trên tay ít nhất là một cái đèn để thả, hoặc có thể là người có hai cái cũng có. Và quần chúng mình cũng lại lên là mấy trăm người đó, thì để đạt được cái bối cảnh tưởng chừng như rất là đơn giản như vậy, và cả ekip đoàn phim phải chuẩn bị trước hàng nửa tháng.